Ngày 4 tháng 3 năm 2020, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Phước Tài, 23 tuổi, ngụ xã Thạnh Quế, huyện Long Hồ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, anh Nguyễn Thanh Hùng, 37 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển số 64B178771 của anh Hùng bị mất trước đó nên trình báo công an. Từ thông tin này, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xác định xe mô tô trên được người này mua lại của Tài. Ngay sau đó, Tài được triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Tài khai nhận, vào khoảng 10 giờ ngày 14 tháng 1, khi đi bộ ngang nhà anh Hùng, phát hiện xe mô tô trên để trước cửa nhà. Trên xe vẫn còn cắm chìa khóa và xung quanh không có người nên liền lấy trộm. Sau khi lấy trộm được tài sản, Tài sử dụng đến ngày 21 tháng 1 thì bán lại cho người đàn ông trên với giá 1,5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Tài còn khai nhận, từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 2, Tài đã lấy trộm 3 xe máy khác tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Được biết, Tài không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và có một tiền sử về hành vi trộm cắp tài sản.